Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 346 trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào tập truyện của ngày hôm nay. Hôm nay là một tập truyện rất là hay và ghê, được kể lại qua lời kể của một anh trai. Anh trai này hiện tại cũng đã lớn tuổi rồi mọi người. Anh có kể những cái câu chuyện trong suốt cái quá trình mà anh cùng với gia đình của anh những cái năm tháng trong lịch sử á, đi tị nạn rồi có vượt biên sang nước ngoài để mà tìm một cái cuộc sống mới nó tốt hơn. Chúng ta sẽ không có bàn sâu về cái vấn đề chính trị ở đây. Tại vì á, một khi mà người ta quyết định đi vượt biên á, cũng có nhiều lý do lắm mọi người. Hiện tại anh cùng với gia đình của anh đang sống và định cư ở bên Canada. Mà theo như anh nói hồi đó lúc mà đi vượt biên đó, không phải là mình cứ xuống tàu là người ta đưa thẳng mình qua tới Canada đâu, không phải. Hình như cái đợt đó người ta có chở anh cùng với nhà của anh qua bên Hồng Kông á. Và anh có nghe được một cái câu chuyện như thế này xảy ra ở Hồng Kông. Anh nói những cái người mà lớn tuổi, nếu như người ta đã từng vượt biên qua Hồng Kông năm 90-91 á, thì chắc chắn người ta sẽ biết tới một cái vụ cháy rất là kinh hoàng. Cháy này là cháy nguyên một cái trại tị nạn của người Việt Nam mình á. Bởi vì theo như anh được biết á nha, người Việt Nam mình khi mà đi tàu sang tới bển rồi đó, người ta sẽ cho ở trong nguyên một cái trại tị nạn gồm rất là nhiều người vậy nè, sẽ chia ra làm hai khu, khu của người miền Nam với lại khu của người miền Bắc. Hình như cái thời điểm đó mình còn phân biệt vùng miền. Những cái người miền Nam á, thì người ta mang cái tính đó là không có ưa người miền Bắc, và ngược lại, những người miền Bắc cũng không ưa người miền Nam luôn. Cho nên lâu lâu á, là sẽ xảy ra những cái cuộc nội chiến, rồi ghét, rồi đánh đấm với nhau vậy nè. Cho tới đỉnh điểm là một ngày, cái bữa hôm đó đó thì dân của miền Nam mới tràn qua miền Bắc để mà hỗn chiến với nhau. Hình như là do dân miền Bắc ít hơn hay sao đó, người ta mới chạy trốn. Người ta trốn ở trong nguyên một cái trại tị nạn vậy nè. Vô trong đó cái người ta mới đóng cửa lại. Thế như vậy, những cái người bên phía của miền Nam á, người ta mới khóa cái cửa này lại luôn. Nhốt tầm khoảng 200 người ở trong đó. Và mọi người biết cái điều gì xảy ra không? Người ta đã khóa trái cửa và người ta phóng hỏa đốt luôn nguyên cái láng trại này để mà sát hại hơn khoảng 200 mạng người. Những cái người thanh niên mà có sức khỏe đó, người ta còn ráng trèo lên mái nhà người ta thoát ra được. Chứ còn người già, đàn bà rồi trẻ em á, dính cháu ở trỏng, chết hết trơn luôn, đen thùi lùi. Phải nói bữa đó là một cái bữa rất là kinh hoàng luôn. Những người dân ở vòng vòng đây á, người ta chứng kiến người ta kể lại á nghe. Nghe những cái mùi thịt nó cháy nó khét á, trời ơi y chang như là thịt heo mà mình đem mình nướng lên cái nó khét vậy đó. Rồi cái tiếng la đau đớn quằn quại của mấy cái đứa con nít á, nó nóng quá nó chịu không có nổi, kêu trời không à, mà đâu có ai tới cứu đâu. Người dân người ta cũng không tiếp cận được, với lại cái lực lượng cứu hỏa đó xa chỗ này dữ lắm. Thêm một phần nữa, những cái người tị nạn này thời điểm đó là người ta đang chờ chính phủ để mà xét duyệt có được hay không. Tại vì mình đang nhập cư trái phép vô đất nước của người ta mà. Thành ra anh nghĩ thời điểm đó chính quyền người ta cũng không có tha thiết cái chuyện đó là kêu những cái xe cứu hỏa tới đây để mà giúp những cái người tị nạn này. Thôi kệ đi. Lúc đó thì người ta bỏ chạy tán loạn hết, đâu có ai dám ở chỗ này đâu. Tới khi mà cái đám cháy nó tắt liệm hoàn toàn rồi đó thì mới mò tới chỗ này. Ai cũng thấy là trước mắt mọi người một cái cảnh tượng rất là ghê, rất là sợ và thương tâm luôn. Trong số những người chứng kiến có một cái chú đó anh quen biết, chú đó là chú Tám. Ổng nói nghe, ổng thấy cảnh tượng đó là những cái người mẹ đó, người ta ôm con trong lòng vậy nè. Bà mẹ thì cháy đen thùi lùi, cong queo hết trơn luôn. Mà cái thịt của bà nó nứt ra, nó chảy cái nước vàng nó tươm ra vậy nè. Còn cái đứa con ở trong lòng á, nó bị chín thịt hết, chứ nó không có bị khét đen nha. Hên là không bị gì hết, nhưng mà nó cũng chết à. Tại vì nó được bảo vệ trong lòng của mẹ nó, chỉ là tóc của nó bị cháy hết trơn thôi. Rồi thấy luôn những cái vết cào trên bức tường á, bức tường thì đen thùi lùi, mà cào lên trển á, ba cái thang nó dính ở trển á, nó làm nguyên một cái quệt vậy nè. Có nghĩa là trước khi chết người ta phải trải qua một cái cảnh tượng rất là nóng bức, rất là khó chịu. Chính vì người ta quá khổ cực, vượt biển neo tàu qua tới đây chưa được chính phủ chấp nhận nữa mà bây giờ phải chết một cách đau đớn vậy đó, thì chắc chắn người ta sẽ không bao giờ đi được, cứ lẩn quẩn ở đây hoài để mà nhát những cái người khác. Anh nói cái khu trại tị nạn của người miền Bắc á, nó cũng gồm rất là nhiều trại chứ không phải là chỉ riêng một cái trại đó.
Cho nên khi mà cháy xong rồi thì vẫn còn những cái trại khác người ta ở lại. Những cái nhà vệ sinh đó thì phải đi tập thể giống như là ở trong quân đội vậy đó. Chú Tám ổng nói nghe sau cái vụ hỏa hoạn này đó là hầu như không có ngày nào được yên hết trơn. Cứ rên hoài, đặc biệt là ở ngoài cái khu vực nhà vệ sinh đó. Cứ lạnh quá, nóng quá kiểu vậy đó. Giống như là người ta rên lúc mà người ta bị đốt, bị thiêu vậy đó. Nói chung là chú Tám ổng nói nghe người ta nhát từ ban ngày cho tới ban đêm, không có giờ nào mà người ta buông tha hết. Đa số là người ta sẽ rên, sẽ la. Cho tới một cái bữa hôm đó tầm khoảng 3 giờ chiều thì chú Tám ổng có định là lấy khăn đi ra ngoài phía sau để mà đi tắm. Cái khu nhà tắm bên chỗ chú Tám đang ở thì nó đông người quá trời đi, phải đứng xếp hàng để mà đợi. Bởi vậy là có một số người á, người ta mới định là qua bên cái khu nhà tắm của cái láng trại mới vừa bị cháy á, tắm ở bển. Tại vì khu đó bây giờ là người ta chết hết rồi, không có còn ai tắm nhiều nữa hết trơn á, ai bạo gan thì qua bển để mà tắm. Đó thì chú Tám cùng với một số anh em mới qua bển để mà tắm. Người ta tắm xong hết rồi, còn mình ên ổng tắm cuối cùng. Ổng tắm ra đó thì ổng mới thấy là người ta đứng đợi ổng hết trơn rồi. Nhưng mà ổng nhìn lại ổng thấy là còn một cái nhà tắm, có người đang xối nước ào ào ở trong á, cái cửa thì đóng. Nhìn lại mấy thằng ngoài kia thì đủ mặt hết trơn rồi, đâu có thằng nào đang còn tắm ở trong đâu. Ủa vậy lạ vậy, ai đang ở trong? Bởi vậy là ổng mới kêu nguyên một nhóm này kéo vô trong thử coi có cái đứa nào đang tắm ở trong hay không. Vô đứng tới cái cửa rồi đó nghe thì vẫn nghe cái tiếng xả nước nữa. Khi mà đẩy cái cửa gỗ vô thì không thấy ai hết trơn. Cái bồn nước với lại cái gào múc nước á, nó vẫn còn phập phình lên xuống, có nghĩa là hồi nãy giờ mới có ai động chạm vô tới cái chỗ này. Nhưng đặc biệt một chỗ vậy nè, mọi người ai cũng ngửi thấy một cái mùi nó khét lẹt à, giống như là cái miếng thịt mình nướng nó bị khét vậy đó. Mọi người đã bao giờ thui cái thịt của con này con kia chưa? Mình khò lửa cái mình đem ra nước mình rửa, mình chuẩn bị xào lăn rồi đó ha. Cái mùi y chang như là bị khét cái mình nhúng vô nước mình rửa vậy đó. Ổng đưa cái đầu ổng coi cái bồn nước này, cái nước đen thùi lùi mà than không à. Ba cái than á, cái bụi than nó trồi lên trên mặt nước vậy nè, y chang như là cái người mà người ta bị chết cháy á, cái người ta ngâm mình người ta ở trong á, rồi những cái lớp da cháy đen thui á, nó rụng rồi nó rớt ra trên mặt nước như vậy nè. Thấy như vậy là mấy ông này ớn quá, lui lui bước ra luôn. Vậy đó rồi đêm nào cũng khóc cũng la cũng rên hết trơn, đâu có ai ngủ được. Thậm chí là những cái ông quản lý ở đây người ta cũng không ngủ được luôn. Người ta mới ra một cái điều lệ với lại những cái người trong trại tị nạn này. Người ta nói ở đây nếu như mà có ai có khả năng trấn được, làm cho những cái quan hồn này người ta không còn khóc nữa, không còn quậy nữa, thì ở bên đây người ta sẽ xem xét cho người đó được đi xuất ngoại trước. Đó thì trúng tủ rồi. Trong số những người đi tị nạn này có một cái vị sư thầy. Sư thầy mới giơ tay lên. Sư thầy nói là thôi để tôi sẽ ra tay, tôi trì chú rồi tôi đọc kinh mỗi đêm thử coi người ta có chịu im hay không. Thế là trong vòng 3 ngày, vị sư thầy này vẫn ngồi đọc kinh, dùng những cái khả năng tu tập của mình hồi bên Việt Nam đó. Sư thầy ngồi đó đọc kinh tập chú hoài, chỉ trừ những cái giờ nghỉ ngơi với giờ ăn thôi nha. Đúng thiệt, sau 3 ngày thì người ta không còn rên rỉ gì nữa. Rồi bên phía quản lý này người ta mới xem xét cho vị sư thầy đó được đi qua định cư bên Úc ngay sau 1 tháng trời thôi. Còn những cái người còn lại thì tùy theo cái diện mà người ta xem xét có được ở lại hay là người ta trục xuất đi về. Bây giờ quay trở lại câu chuyện của gia đình anh. Anh nói nhà của anh bắt đầu định cư bên Canada tầm khoảng năm 94-95 gì đó. Anh qua bển thì anh cũng bắt đầu được cho đi học trong một cái ngôi trường luôn nha. Nhà của anh mới qua mà, cho nên cũng khó khăn nghèo dữ lắm. Thành ra là phải ở trong một cái khu ổ chuột của cái thành phố nhỏ thôi chứ không phải thành phố lớn. Cái năm 95 á, anh đi học trong một cái ngôi trường cũng khá là bự. Ngôi trường này chỉ có duy nhất 3 đứa học sinh là Việt Nam thôi. Anh quen với lại 2 cái bạn kia. Mà anh nói thời điểm này á, cái nạn phân biệt chủng tộc với lại bóc lột á, còn nhiều dữ lắm. Hơn hết mình là những cái đứa người châu Á, người Việt Nam á, thì người ta cũng coi thường mình nhiều. Bởi vậy mỗi lần đi học á, anh phải hẹn với 2 cái thằng bạn kia của mình đi học chung đi cho đỡ sợ, mặc dầu 3 đứa không có ở gần nhà của nhau. Anh nói những cái năm đó, khi mà đặt chân qua đất khách quê người rồi đó, thì những cái đứa con nít như anh á, đâu phải là chơi những cái trò chơi như là con nít bên Việt Nam của mình đâu. Không có gì để chơi hết trơn á, chỉ là đi học rồi chui rút vô trong cái xó nghèo của mình thôi hà. Thời điểm đó thì anh cùng với 2 cái thằng bạn của anh á, lâu lâu mà không đi học là sẽ ra một cái khu. Khu này người ta có cho câu cá. Nếu như muốn câu cá thì phải mua vé. Một cái vé hồi đó chắc tầm khoảng có 10 đồng thôi hà. Mua rồi muốn câu bao nhiêu thì câu. Cho tới một ngày,
Tự nhiên anh đang ngồi câu cá thì anh mới thấy là cái cần câu của anh á, nó cà nhấp xuống nước vậy nè. Anh giật cần câu lên thì anh mới thấy không có dính cá, mà nó dính một cái khúc cây. Cái khúc cây này nó cũng lạ nữa, tại vì nó được đục đẽo thành hình của một cái con người. Nói chung nó giống như là một cái con búp bê vậy đó. Người ta đẽo làm sao mà sơn màu sắc sặc sỡ dữ lắm luôn. Anh mới cầm lên anh hỏi với hai cái thằng bạn của anh á. Anh hỏi, ê, tụi bay nhìn tụi bay thấy cái này là cái gì không? Nhìn sao kỳ dữ ạ? Thì bạn của anh nó mới nói là, ê, có khi nào á cái này là ba cái con hình nhân của mấy cái người mội không mày? Người mội ở đây có nghĩa là những cái người dân tộc thiểu số ở bên Canada đó. Tại vì Canada cũng giống như nước mình, ở đâu cũng sẽ có những cái người dân tộc hết trơn á. Nhưng mà còn nhỏ mà đâu có biết sợ, bởi vậy đó là thấy sặc sỡ đẹp quá, anh mang anh bỏ vô cặp của anh để mà đem đi về. Vậy đó nghe, mà khi đem cái bức hình nhân bằng gỗ này về tới nhà của mình rồi đó, chiều hôm đó thì cũng học bài rồi ăn cơm ăn nước như bình thường vậy thôi. Tới khi mà đi ngủ á, thì tự nhiên cơ thể của anh nó nóng sốt một cách bất thường luôn. Nóng còn hơn là cục than nữa. Anh mới khóc anh la lên, tại vì á, anh khó chịu trong người lắm, mắt ói không à. Mới kêu cha mẹ của anh chạy vô. Mà thời điểm đó mình mới định cư bên này, thiệt ra là cũng không có biết bệnh viện ở đâu để mà chạy chữa hết trơn á. Chỉ là dùng nước ấm á, rồi đắp lên trán cho anh thôi. Mà cũng đâu có hết, làm cho cha mẹ của anh rất là lo nguyên đêm đó. Anh cũng không có ngủ được, bởi vậy là anh cứ nằm thiêm thiếp vậy nè. Trong cái đêm đó anh nhớ rõ ràng luôn, anh luôn nằm thấy những cái giấc mơ rất là kỳ lạ. Anh thấy những cái người thổ dân da màu ở gần đây nè, người ta kéo nguyên cả bầy cả lũ vô trong cái phòng của anh á, rồi cầm ba cái lục lạc màu sắc, có cầm luôn những con hình nhân bằng gỗ này nè nha, cầm trên tay mà cứ đi vòng vòng cái chỗ của anh ngủ vậy nè, cứ múa qua múa lại khiến anh rất là sợ. Rồi không biết là bằng một cách thần kỳ nào đó anh cũng vượt qua cái đêm nay. Cho tới tờ mờ sáng á, cha mẹ anh cũng đã chuẩn bị lật đật lục cơm rồi đi làm rồi. Qua bên môi trường nước ngoài mà, đi làm nguyên cả tuần lễ vậy đó. Chỉ còn mình anh thôi, thì anh cũng phải thức dậy chuẩn bị mặc đồ để mà đi học. Như thường lệ á, khi mà anh đi ra khỏi cửa nhà rồi, anh sẽ đi tới một khúc ngã ba. Cái chỗ này là sẽ hẹn hai cái thằng bạn của mình để mà đi học. Nhưng mà không hiểu sao tự nhiên bữa nay ra tới ngoài đó, không thấy đứa nào hết trơn luôn. Ủa, bộ bữa nay hai thằng kia nó nghỉ học hay sao trời? Mà lạ một điều vậy nè, trời buổi sáng bên đó rất lạnh. Anh thấy những cái người mà người ta đi ngoài đường á, người ta cứ sọt tay vô áo, ai cũng đi mà cái mặt cứ cắm cúi, cứ lầm lũi vậy nè. Bình thường đâu có, mặc dầu trời lạnh đó nhưng mà người ta cũng đi một cách bình thường. Lâu lâu người ta cũng chào hỏi với nhau vài câu. Chỉ riêng bữa sáng hôm nay á, nhìn cái không khí nó ảm đạm kiểu gì á, mà ai cái mặt cũng buồn rầu, không ai nhìn ai. Anh thấy là hơi có điềm rồi mà không biết cái chuyện gì. Thôi thì chắc là hai cái thằng quỷ dương kia nó nghỉ học rồi, chắc nó còn ngáy ngủ. Thôi kệ đi, mình ên mình chạy vô trường mình học. Chứ không thôi á, thầy cô giáo gửi giấy về là bị la nữa. Nói về cái khu nhà mà anh đang sinh sống, cái chỗ này thiệt ra đó chỉ là một cái khu ổ chuột thôi. Nhà nào nhà nấy cũng sập xệ lụp sụp vậy nè, đa số dành cho những người Việt Nam của mình tị nạn qua bển á. Thời điểm đó ai cũng khó khăn như nhau. Chính vì như vậy mà cái chỗ này hồi đó không có được an ninh, lúc nào cũng nhốn nháo rồi băng nhóm tệ nạn xã hội tùm lum ở chỗ này hết trơn, đặc biệt là những cái người da đen á. Anh không biết tại sao mà kể từ khi anh qua bên đó đó, anh thấy ngày nào ngay chỗ cái đầu xóm của anh sẽ có nguyên một cái băng nhóm gồm chắc tầm khoảng 6-7 người da đen. Mà những cái ông này ai cũng cao to bự chảng vậy nè, đen thùi lùi hà. Ngồi ở đó tối ngày đâu có làm gì đâu, chỉ là chực chở đây nè, canh coi có ai đi ngang đi lợi đó. Người ta mà có tiền trong người á, sẽ chặn đường người ta để mà xin tiền. Nếu mà ai không xin tiền á, thì sẽ quấy rối, thậm chí hả, lấy mạng của người ta luôn. Tại vì thời điểm đó cái chuyện mà bắn súng này nọ nó cũng dễ dàng dữ lắm, ai muốn xài là xài thôi, chưa có được cái sự quản lý chặt chẽ như bây giờ. Mà ngặt một cái, mỗi lần trên đường đi học á, thì phải đi ngang cái tụ điểm này, sợ quá trời sợ luôn. Lâu lâu sẽ có những cái vụ người dân đi qua đường mang theo tiền trong người vậy nè, bị nguyên cái nhóm đó nã thẳng vô đầu luôn, máu me tùm lum hết. Người ta chỉ thấy vậy thôi chứ thiệt ra đâu có bắt bớ gì. Rồi cái nhóm này lại tiếp tục ngồi ở đó, thiệt ra là chỉ ăn welfare thôi, có nghĩa là tối ngày chỉ chực chờ rồi ăn trợ cấp của xã hội, của chính phủ gì đó. Nhưng mà cũng hên, cái băng nhóm thanh niên này đa số sẽ đánh vô những cái người lớn, những người có tiền không à. Chứ còn những cái thằng học sinh lôi chôi như cỡ anh đó hả, tụi nó đâu có thèm quan tâm. Có chăng á, thì tụi nó sẽ dụ dỗ những cái đứa như anh để mà gia nhập với cái băng nhóm của tụi nó. Nhưng thời điểm đầu anh sợ lắm, cứ hễ mà đi qua thấy cái mặt của tụi này á, là anh chạy đi mất dép à. Quay trở lại cái buổi sáng hôm đó, anh chạy ngang cái chỗ này á, anh chạy một mạch tới trường luôn. Nhưng mà khi tới cái trường của anh á, thì anh thấy là cái cổng trường vẫn mở,
Trong trường không có một cái bóng người nào hết. Anh nói trong bụng nó, ủa, bữa nay đâu phải là ngày nghỉ đâu mà tại sao không đứa nào đi học hết trơn vậy trời? Hay là mình nhớ lộn ngày vậy? Rồi cái anh mới đi lang thang lẩn thẩn, anh bước vô trong cái sảnh chính của cái ngôi trường vậy nè. Anh nhìn lên trên một cái tấm lịch treo tường thì anh thấy bữa nay là ngày thứ năm chứ đâu phải là ngày chủ nhật đâu mà mình phải nghỉ học. Chính vì như vậy mà anh lại bước lên lầu, lên trên cái lớp học của mình. Mới vừa đi từ xa thôi thì anh nhìn thấy nguyên một cái dãy phòng học. Phòng nào cũng tắt đèn tối hù hết, chỉ riêng cái phòng của anh đó là cái phòng đó có mở cửa mà cái ánh đèn trong phòng vẫn mở. Tại vì mặc dầu bên ngoài bây giờ là trời sáng, tuy nhiên cái sáng ở bên xứ lạnh xứ Canada đó thì nó không phải là sáng trưng sớm bửng như bên mình đâu. Bởi vậy là trong phòng lớp học cũng phải bắt đèn. Anh mới đưa mắt anh nhìn vô tổng thể cái lớp của mình đó thì anh đâu có thấy ai ngồi trong lớp đâu. Nhưng mà anh nhìn lên trên cái bàn giáo viên, anh thấy có người. Một cái người đàn bà mặc bộ đồ sơ mi màu trắng gì nào, bà đang lúi cúi á. Bà đưa cái đầu của bà xuống giống như bà đang lượm cái gì ở dưới vậy đó. Bà đưa cái mặt bà lên thì hóa ra đây là cái cô giáo chủ nhiệm của anh. Anh mới hỏi, ủa cô ơi, bữa nay có đi học hay không mà sao em không thấy ai trong lớp hết trơn vậy? Anh giao tiếp bằng tiếng Anh nha. Thì cái cô giáo này cũng mới nói là, ủa bữa nay là ngày bad day mà. Anh nói, ủa cô, cái ngày bad day thì em cứ tưởng đâu đó là cái ngày dành cho thú cưng thôi. Tại vì theo như anh được biết, anh mới vào bển anh học từ ngữ đó, thì cái chữ bad nó có nghĩa là thú cưng. Tuy nhiên cái chữ bad này không phải có nghĩa là thú cưng, mà đó chính là một cái ngày sau 3 tháng học đó, thì bên trường người ta sẽ cho học sinh nghỉ một ngày. Cái ngày đó đó là để dành cho giáo viên người ta ở trong lớp học, người ta chấm toàn bộ những cái bài thi, đưa điểm cho học sinh. Nói tóm lại là ngày hôm nay nguyên trường ai cũng biết bữa nay là ngày nghỉ. Chỉ riêng mình ở anh còn hơi dốt tiếng Anh, bởi vậy là anh không có biết được nghĩa của cái chữ này. Anh cứ nghĩ đó là cái ngày của thú cưng, thành ra phải đi học bình thường. Nhưng không phải, ngày hôm nay là ngày nghỉ. Sau khi mà nói chuyện với cô giáo xong thì anh cũng biết kết quả bữa hôm nay là phải về nhà rồi, chứ có ai dạy gì đâu mà học. Nhưng mà trước khi quay trở ra đó thì anh mắc tiểu. Cho nên là thôi bây giờ mình trút bầu tâm sự trước đi, đi vô cái nhà vệ sinh mình đi tiểu cái đã. Đang mắc muốn xỉu gì nè thì anh mới đi vô cái dãy phòng nhà vệ sinh nam đó. Tự nhiên anh mới vừa mở cửa vô thôi, anh mới nghe một cái tiếng. Cái tiếng này nó xuất phát từ cái căn phòng cuối cùng á, mà cái phòng cuối cùng đó là cái phòng để mà chứa nước. Kiểu như bên đó là một cái hồ nước tổng, nó sẽ chảy từ từ lan dần qua các cái nhà vệ sinh kế đây nè. Đó thì anh mới vô một cái phòng vệ sinh, anh mới nghe cái tiếng ù ù ù, giống như là ai đang lặn ở dưới nước, cái người ta thổi cái hơi lên á, nó nổi bọt bóng lên vậy đó. Nhưng mà thôi anh nghĩ bây giờ kệ mẹ nó đi, mình cứ vô mình tiểu trước đi cái tính sao. Anh cũng vô anh tiểu xong rồi, bước đi ra đóng cửa phòng đó lại thì tự nhiên anh mới thấy là cái cánh cửa ở cái phòng cuối cùng nó mở ra. Nó mở một cái thiệt dứt khoát, thiệt mạnh vậy nè, giống như là có ai đang cố tình xô cánh cửa ra vậy đó. Anh nghĩ thôi bây giờ dù sao cũng ban ngày mà, đâu có gì đâu sợ. Thôi kệ đi, dù sao bên đây cũng đâu thấy ma cỏ gì đâu. Anh bước lên anh coi. Thì khi đó anh mới thấy ở dưới cái bồn nước á, một cái người nó trồi lên vậy nè. Ụp luôn, mà trồi lên nghe đen thùi lùi một cục, giống như là một cái bãi sình non mà ai nặng ra cái hình con người vậy đó mọi người. Mà anh nhìn anh biết chắc chắn đây là một cái người phụ nữ, tại vì nhìn nó có cái cặp nhũ gì nè, nó bự nó thòng xuống, nhìn là biết đàn bà. Mà anh cảm nhận cái bà này không phải là những cái người da trắng ở bên Canada đâu. Cái bà này thuộc cái tộc người giống như là những cái người dân tộc da màu ở đó vậy đó. Tại vì bà mặc trên người á một cái bộ váy sặc sỡ lắm, y chang như là ở trong cái giấc mơ hồi tối đêm qua bị sốt á. Thì anh thấy những người đó người ta mặc những cái bộ đồ của thổ dân á, cái bà này cũng mặc bộ đồ y chang vậy. Đầu tóc nó rủ rượi vậy nè. Anh diễn tả chi tiết tới nỗi mà cái người của bả giống như nó bị ngâm nước trong mấy năm trời đó. Nó ngâm tới nỗi mà thịt da của bả nó rã bèn ra luôn. Nó rớt từng mảng xuống dưới cái hồ nước á, nó làm chùm 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 vậy nè. Khi mà rớt ra thì chỉ còn thấy xương thôi. Mà cái điều làm anh nhớ nhất chính là một cái mùi thối. Cái mùi thối nó pha với cái mùi tanh đó mọi người. Tanh của máu tươi, trời ơi chịu không nổi. Tới bây giờ lớn tuổi anh vẫn còn nhớ nha. Anh mới tông cửa anh chạy ra, anh kêu ma kìa. Nhưng anh quên mất một điều, ở đây toàn người nước ngoài không à, kêu ma có ai biết cái gì đâu. Nhưng mà khi người ta thấy anh la làng quá, một số thầy cô bên phòng đó, người ta mới chạy ra, người ta hỏi là what's up, hỏi là cái gì vậy. Tới nước đó thì anh mới bắt đầu định thần lại, anh kể cho những người thầy cô ở đó người ta nghe. Anh cũng là con nít mà, cho nên anh thấy sao thì anh kể y chang vậy thôi. Lúc đó thì thầy cô giáo cũng bu chung quanh anh chắc tầm khoảng 4-5 người đó. Thì đa số không ai tin hết, tại vì anh biết đây là cái môi trường nước ngoài, cũng khá là ít người ta tin về cái chuyện ma quỷ nữa. Người ta lắc đầu, nó nói không có đâu. Nhưng anh nói là thầy cô phải tin con thấy rõ ràng vậy mà.
mà có vẻ như không ai tin hết, nhưng chỉ riêng một cái ông thầy. Ông thầy đó tên là ông thầy Robert. Thì ông thầy Robert này mới dẫn anh vô cái phòng riêng của ổng á. Ổng mới nói chuyện với anh. Ổng mới hỏi là hồi nãy giờ á, con có bị cái gì không? Con có bị té đâu không? Mà tại sao mình mẩy con bầm dập hết trơn vậy? Đúng thiệt, giống như là anh mới vì bị té vậy đó. Mình mẩy bầm quá trời bầm luôn. Anh nói dạ con đâu có bị gì đâu. Là ổng biết rồi, ổng mới nói chuyện với anh. Ổng mới nói thiệt ra cái hình ảnh hồi nãy con mới vừa thấy á, không phải chỉ mình ên con trong cái trường này thấy đâu, cũng đã có khá nhiều người người ta thấy rồi. Nhưng mà bên đây á, người ta không có nói những cái chuyện này nhiều. Tại vì á, đa phần là người ta không có tin tâm linh, người ta chỉ nghĩ chết là hết thôi. Nhưng mà riêng bản thân của thầy, thầy tin. Tại vì thầy biết cái ngôi trường này lịch sử của nó có hơn 100 năm rồi. Thầy về ngôi trường này thầy dạy đã 20 năm về trước. Trong cái quá trình mà thầy dạy ở đây, thầy đã từng chứng kiến một số giáo viên người ta thấy được cảnh tượng này nhưng mà người ta không có dám nói. Tới khi mà người ta hoảng sợ quá trời rồi, đỉnh điểm rồi, người ta không dám dạy nữa thì người ta mới nói ra cái chuyện này. Tại vì đa số khi mà ai nói ra cái chuyện đó là thấy một cái bóng hình cái người phụ nữ ở trong cái bồn nước ở trong đó đó, là người ta sẽ bị nói mày bị điên, mày khùng, mày không phải là cái người có học thức, mày bị khùng mày mới nói những cái chuyện ma cỏ này. Bởi vậy là ít ai dám nói lắm, người ta thấy người ta cũng im à. Rồi ổng mới nói tiếp đó là hồi đó lúc mà thầy về đây chắc tầm khoảng 10 năm rồi, thầy có nghe một cái người thầy lớn tuổi trong cái trường này thầy kể lại á. Hồi đó trong cái trường này có một cái cô giáo, mà cô giáo đó là cái người dân tộc da màu, cổ cũng dạy trong ngôi trường này á. Thế là cổ bị người ta làm cái chuyện đòi bại với cổ, và cái người đó sát hại cổ, bỏ cái xác của cổ ở trong cái bồn nước đó luôn. Chính vì vậy mà bây giờ cổ thành một cái dông vất da vất dưỡng, cổ không có đi đầu thai được. Cổ cứ ở lẩn quẩn trong cái trường này hoài hà, lâu lâu học sinh, rồi giáo viên người ta cũng thấy, đa số không ai dám nói. Nhưng mà cứ hễ thấy rồi rất là ghê, người ta còn thấy luôn á, cái mùi của cổ rất là tanh, giống như mùi của máu vậy đó. Hồi nãy con thấy vậy đúng không? Thì đúng thiệt, anh thấy y chang như là cái ông thầy này ổng nói luôn. Nhưng mà ổng nói là tại vì á, ở đây không phải là giống như ở những cái đất nước ở bên châu Á mà có thầy có bà gì. Tại vì cái gốc của thầy này thật ra là cũng là bên châu Á đó. Thầy cũng biết một số về vấn đề tâm linh của phương Đông mình. Tuy nhiên thầy đang sống ở một đất nước phương Tây. Bởi vậy là những cái vấn đề này hầu như là người ta không có biết tới nhiều. Và chung quy chốt lại, đã có người đồng minh với anh rồi, ông thầy này nè, ông biết cái vấn đề tâm linh, anh không phải là người nói xạo. Nhưng cái nguyên nhân tại sao mà người cô giáo đó bị sát hại á, thầy cũng không được biết rõ nữa, thầy chỉ được nghe truyền miệng kể lại vậy thôi. Với lại có một cái điều mà khiến ông thầy này ông tin á, đó chính là lâu lâu ông sẽ thấy những cái đứa học sinh của ông á sẽ bị xúi dục, kiểu như là xúi leo lên lầu á để mà nhảy xuống, hoặc là làm cái chuyện dại dột nào tùm lum trong trường hết, thì ổng biết là một cái thế lực nào đó xui khiến, chứ không phải là tự nhiên một số học sinh người ta làm vậy đâu. Khi đó thì thầy nói xong hết trơn rồi, anh cũng cảm ơn thầy rồi anh đi về. Nhưng trước khi mà đi ra khỏi cửa đó, tự nhiên thầy mới hỏi anh câu gì nè. Thầy hỏi gì chứ, con có lụm được một cái món đồ gì lạ lạ mà con để trong người không? Không biết sao thầy mới hỏi vậy luôn. Anh cũng trả lời thiệt lòng, anh mới nói là hôm trước á, con đi câu cá thì con có lụm được một cái hình nhân bằng gỗ, nhìn y chang một con người luôn. Đây, con móc ra cho thầy coi nè. Ông coi xong thì ông nói là thôi bây giờ để cho thầy giữ cho, con đừng có giữ cái này không có nên, con cứ đi về bình thường đi. Rồi, anh cũng đi tay không anh về. Mà anh nói nghe, cái lúc mà anh đi về mà không có con này trong cặp của anh đó, anh cảm thấy người của anh nó nhẹ nhàng lắm, không có còn cảm giác ủ rũ buồn rầu như là hồi lúc sáng đi học nữa đâu. Nhìn thấy khung cảnh xung quanh nó cũng bình thường trở lại, nó tươi tắn. Chứ hồi sáng nghe cái gì đâu mà u tối, ai đi qua đi lại cũng sầm sỉ cái mặt gì nè, rầu rĩ dữ lắm. Nhưng trên đường về thì anh lại tiếp tục gặp một cái kiếp nạn nữa. Đó chính là anh phải đi ngang cái khu ổ chuột của những cái người thanh niên da đen á, cứ ngồi tụ tập đu bám ở đó hoài, canh chực chờ ai đi ngang á là sẽ hỏi xin đồ người ta hoặc là xin thuốc để mà hút. Như thường lệ anh đi ngang anh rất là sợ, chỉ là định cắm đầu chạy thôi, không dám nhìn người ta. Tuy nhiên bữa nay xui cái là nó ngoắt anh lại, nó kêu ơi vô đây nè, mà nói bằng tiếng Anh nha. Thiệt ra thì anh cũng đã quá quen rồi, đây không phải là cái lần đầu tiên mà anh bị tụi này kêu lại đâu, nhưng mà đa số lần nào anh cũng co giò anh bỏ chạy hết trơn á. Tuy nhiên cái lần này nó nắm cái cặp của anh lại, nó nắm lại nó hỏi với ê, bây giờ có muốn xách hàng giùm tụi tao không? Anh không hiểu gì hết. Anh nói dạ giờ em chỉ có cái cặp thôi, mà trong cặp em á có vài cuốn tập với lại cái hộp cơm thôi hà, đâu có cái gì đâu anh lục đi.
thì nó cũng xé cặp của anh ra, nó thấy trong đó toàn là tạp dở, với lại một cái hộp cơm ăn còn chưa hết nữa. Nó nói mày có cái mẹ gì đâu mà tao lấy mày. Thì thôi bây giờ tao đưa cho mày cái này nè. Nó mới dúi vô tay của anh một cái bịch nhỏ nhỏ mà giống như là ba cái lá trà sấy khô vậy đó. Hỏi ra thì tụi này mới nói á, đây là cần sa, đóng gói sẵn ở trên vậy đó nha, mà có ghi rõ giá cả trên đó luôn. Cái ý của tụi này á là nói bây giờ mày mang đi bằng cách nào đó, mày bán, mày tuồn ra được cái số cần sa này cho tao, rồi mày mang tiền về cho tụi tao là được. Trời ơi, giọng thứ chân ướt chân ráo mới qua tới bển mà nghe tới cần sa là anh cũng ớn rồi. Tại vì anh biết ở bên Việt Nam mình đó, người ta rất là gắt gao cái vụ cần sa, trồng mà trồng lén trong nhà kín giấu này nọ đó, công an người ta cũng truy lùng ra được nữa, bóc lịch mấy chục năm như chơi chứ không phải là chuyện thường đâu. Vậy mà tại sao bên này tụi nó dám bán nhỡ nhơ vậy? Đúng thiệt, tại vì bên Canada đó, người ta rất là thoải mái ba cái chuyện sử dụng cần sa. Rồi bây giờ mày tính sao? Khi mà mày đứng trước một cái đội mạnh hơn mày á, thì bắt buộc mày phải tham gia vô cái đội này, chứ mày không được phép mà chống đối. Cái đó là nguyên văn của cái tụi này nó nói lại với anh nghe. Ý của nó nói bây giờ anh không chống lại được thì anh phải tham gia với tụi nó làm đồng bọn với tụi nó đi. Thiệt ra anh không phải là một cái thằng ham tiền, chỉ sợ mình chống lại tụi nó đây nữa cây tụi nó làm hại tới cơ thể của mình thì sao. Thôi thì cũng ráng đem mấy cái bịch này về nhà. Qua tới bữa sau lên trên trường trên lớp á, thì cũng cố gắng dùng cái lời lẽ của mình để mời chào những cái đứa bạn trong lớp á, hỏi coi ê mày có móc nối được với ai trong nhà mày á, có anh chị nào mà cần sử dụng cần sa không, tao có bán nè. Mà anh nói cũng hên lắm, móc nối làm sao bán được hết trơn nguyên cái túi cần sa đó. Tại vì thời điểm này mặc dầu người ta cho phép sử dụng cần sa, nhưng mà mua ở những cái cơ sở uy tín, những cơ sở được cấp phép mới được mua, chứ không phải là bây giờ mình tuồn hàng ra mình bán cho ai là bán, không phải, vẫn chịu cái sự quản lý. Tuy nhiên hình như là khi mình mua ở những cơ sở đó giá nó cao hay sao đó, bán cái này nè, kiểu như bán hàng chui đó, thì bán giá nó nhỉnh hơn được chút. Bởi vậy là khi bán đã có người mua liền. Kể từ bữa hôm đó bán được cái số hàng này rồi là anh tự nhiên không thấy sợ tụi này nữa. Anh nói ừ, mình cũng bán đồ được cho tụi nó, mắc cái gì tụi nó phải chặn đầu mình nữa. Chắc là không bao giờ chặn đầu nữa đâu. Đúng thiệt luôn. Khi mà anh mang tiền về á, mấy cái thằng kia rất là mừng. Nó bất ngờ luôn mà. Nó nói ê, mày bán được hả? Nó cũng chia cho anh một mớ. Cái tự nhiên anh mới hỏi là ê, vậy chứ mấy anh có biết được cái chuyện là cái cô giáo chết ở bên cái ngôi trường của em đang học không vậy? À, thì tụi nó mới hỏi là ê, mày cũng thấy ma trong đó nữa hả? Mày cũng thấy bả nữa hả? Ê, vậy để tụi tao kể cho mày nghe. Tại vì những cái anh này hầu như là ai cũng biết về cái lịch sử của cô gái đó hết trơn á. Hồi đó giờ mấy thằng này ở đây mà. Chuyện là cách đây tầm khoảng mười mấy hai chục năm về trước, tính từ cái thời điểm năm 1995 nha. Thời điểm đó thì ở trong cái khu vực của cái xóm ổ chuột này nè, có một cái gia đình. Mà cái gia đình này không phải là gia đình ổ chuột, cũng khá giả đó. Gia đình đó có một cái cặp vợ chồng. Cặp vợ chồng này là người gốc châu Á, hình như là gốc Việt Nam hay sao đó, người ta nhớ không có rõ nữa. Hồi đó nghe đâu là cũng vượt biên, rồi qua tới bên đây làm lụng có của ăn của để, cái bắt đầu cất nhà, rồi cất lên một cái quán cà phê, buôn bán cho người dân vòng vòng ở đây nè. Bán cà phê rồi còn có bán đồ ăn sáng, bán đồ ăn nhẹ nữa. Sau khi hai vợ chồng buôn bán được khoảng thời gian thì mới cho vợ chồng của cái đứa em gái mình vô trong đây ở luôn. Vừa ở cái nhà này coi nhà mà vừa phụ tiếp cái quán rồi đi làm luôn. Tại vì cái người em gái của cái người vợ đó thì cái cô gái đó là một cái cô đang là giáo viên, dạy ở trong cái ngôi trường của anh đang học nè, dạy hồi mười mấy hai chục năm về trước. Cổ là một cái người thổ dân da màu nhưng mà cổ có học thức, bởi vậy là cổ mới làm được cái nghề giáo viên. Cổ có một cái người chồng. Ông chồng này thì vô công rỗi nghề lắm, tối ngày không có làm gì hết á, chỉ là ăn bám vợ của mình thôi. Cho tới khi mà thấy vợ chồng anh rể của mình cất lên cái quán này á, thì thôi, hai vợ chồng mới về đây để mà phụ tiếp vợ chồng anh rể của mình luôn. Cái thời điểm đó thì những người trong nhà quay quần lắm, nói chung giống như là người Việt Nam của mình vậy đó. Mở quán xá lên cái là anh em trong nhà phụ tiếp với nhau, chứ không phải như là bây giờ á, mạnh ai nấy sống rồi, mạnh ai nấy đi làm đâu. Với lại một phần những cái người đó là người ta cũng người châu Á, người Việt Nam nữa, thành ra là cũng giữ cái nếp văn hóa này mang qua tới phương Tây để mà sinh sống. Nói cho cụ thể hơn á, thì cái ông anh rể này, ổng là người gốc Việt Nam. Còn cái người vợ của ổng á, cũng là một cái người thổ dân da màu. Chính vì như vậy mà em vợ của ổng, chính là cái bà cô gái đó, cũng là người thổ dân luôn. Còn riêng cái ông chồng của cô giáo này là người Canada bình thường, là một cái người da trắng.
Do là mặc dầu ở chung với nhau nhưng mà nó cũng hơi có một cái chút rào cản về ngôn ngữ với lại văn hóa giữa cái ông anh rể này với lại cái người cô giáo đó. Cho nên là hai người cũng có khoảng cách, không có nói năng với nhau nhiều đâu. Mở cái quán ra rồi, hai vợ chồng của anh rể thì ở nhà trên, hai vợ chồng cô giáo thì ở nhà dưới. Cứ hễ mà cô giáo cổ đi dạy về sớm đó, cổ sẽ phụ anh chị của mình để mà bưng quán nước cho người ta, rồi phụ chồng của mình xuống nhà sau á làm ba cái món đồ ăn nhẹ phục vụ cho khách, tại vì ông chồng cũng được anh rể thuê luôn mà, ông anh rể trả lương. Mà biện cái gì nè, cái ông chồng này á, mặc cho bây giờ có công chuyện làm rồi, vẫn không có bỏ cái thói quen là đi nhậu nhẹt với bạn bè. Cứ làm ra sớm rồi bắt đầu á đi tụ tập với thằng này thằng kia đi nhậu, ở bên đó đa số là uống ba cái chai rượu giang này nọ đó, uống nhiều lắm. Uống xong rồi về nhậu xỉn be bét hết trơn luôn, chỉ là biết lủi vô phòng nằm ngủ thôi đó. Còn cái cô giáo này cứ hễ đi dạy về trễ là cổ lui cua dưới bếp, cổ dọn dẹp các thứ rồi nọ, chứ đâu có ai đâu mà dọn. Cũng do em vợ ở chung nhà với anh rể cho nên cái chuyện gì tới nó cũng tới. Ông anh rể này ổng cũng là một cái thằng rất là dê sờm, mặc dầu đi làm công sở ở ngoài vậy đó, chứ về nhà rất là lăm le cái nhỏ em vợ của mình. Tại vì mặc dầu nhỏ này á, nó là người dân tộc nhưng nó rất là đẹp. Kiểu như là người thì nở nang, chỗ nào là rõ nét chỗ đó, nhìn nó đẹp hơn vợ của mình mặc dầu nó là hai chị em ruột đó. Bởi vậy là ổng để ý từ lâu rồi. Cứ hễ tối tối mà thấy cô giáo này cổ rửa chén hay là cổ lau bàn mình ơn ở dưới bếp đó là sẽ đứng lén đứng nhìn người ta. Rồi tới khi mà cô giáo này cổ vô nhà tắm cổ tắm đó, cái bắt đầu lén vô khóa cửa nhà tắm lại, là làm cái này làm cái kia với cái người em vợ của mình ở trong đó. Cái cô giáo này cổ cũng hiền, thiệt ra là cổ không có dám la làng gì hết trơn á. Thấy đây cũng là anh rể của mình mà mình đang ăn nhờ ở đậu nhà của anh mình nữa, rồi nói sao bây giờ, thôi kệ mình ráng mình chịu đi, để cho ổng làm gì làm, rồi cái mình về phòng á mình mét với chồng của mình thử coi chồng của mình có làm gì được hay không, có nói gì với anh rể được không. Nhưng mà rất xui cho cái cô giáo này gặp phải một cái thằng chồng rất là nhu nhược. Về tới cái định là thỏa thẻ chồng của mình, mà trong khi ông chồng nằm ở đó cứ lè nhè hoài, nói chưa chắc ông đã nghe được. Tới khi mà cái cô giáo này cô nói: anh ơi, em bị ông anh rể á, ổng làm cái chuyện đó với em rồi anh. Cái là ổng mới tỉnh rượu liền luôn, ổng hỏi: ủa gì em, sao vậy, vụ gì, tại sao mà ổng dám làm cái chuyện đó chứ. Cô giáo này cô đâu biết đâu, tại vì người ta thích mình, ta dê sầm mình thì ta làm vậy thôi. Nhưng mà hung hăng được có vài phút à, cái tự nhiên ổng mới xìu xuống. Ổng nói: ừ vậy thôi, thôi kệ đi em ơi, dù sao cũng là anh rể của mình mà, với lại giờ á mình cũng ăn nhở đậu nhà của ổng, không mấy giờ tụi mình im đi, chứ biết làm sao giờ. Nếu mà em có tránh né được ổng á thì em né, chứ giờ anh thấy không lẽ mình dọn ra khỏi nhà rồi mình ở đâu, anh cũng đang làm việc cho ổng mà, rồi không làm ai trả lương cho anh. Đó là một chập rồi, nghe chồng mình nói vậy thôi vô phương. Qua bữa sau thì cô giáo này mới nói với bà chị gái của mình luôn, nói: chị, ổng làm gì với em á, chị coi chị nói lại với ổng thử còn sao, chứ giờ em nói chồng của em rồi mà chồng em con không có dám nói gì hết trơn á, tại dù sao vợ chồng em á cũng đang ở nhà của vợ chồng chị mà. Bà vợ cũng nói với ông anh rể luôn, nhưng mà ổng chối, ổng nói là cái con nhỏ này nó em út mà nó dám nói chuyện trật thượng vậy, không lẽ ai đời mà tôi làm chuyện đó với nó sao. Thì mọi người nghĩ đi, cái bà vợ này bà ở kẻ giữa, bà tin em gái mình hay là tin cái người chung chăn chung gối với mình đây, bà cũng khó xử dữ lắm. Chính vì cái lý do đó mà mọi chuyện dần như nó cũng lắng xuống nữa rồi. Bà vợ này bà không có dám nói gì hết. Cô giáo này thì cũng yếu thế, đâu có dám nói cái gì đâu. Còn riêng cái ông anh rể đó đó, ổng cứ lăm le muốn ăn em gái vợ của mình hoài hà. Kiểu như là ổng ăn được cái ổng nhịn không được vậy đó. Nhưng mà ổng cũng khôn lắm, không phải là ngày nào ổng cũng ăn người ta nha. Kiểu như là ổng lựa cái đêm nào mà thằng chồng của con nhỏ này nó nhậu say quất cần câu, nó ngủ tuốt ở dưới nhà dưới rồi á, ổng sẽ đóng ổng khóa trái cửa đó lại. Còn vợ của ổng bữa nào á ngủ thiệt say rồi không biết cái gì hết trơn đó nha, thì ổng bắt đầu ổng hành động. Ổng làm thêm đâu tầm khoảng 3-4 chập nữa không có chịu ngưng, trong khi cái người cô giáo này cũng không có chịu la làng lên. Phải chi mà cổ la làng lên á thì chị hai cổ phát giác lên rồi mà cổ không nói, bởi vậy mới tức. Chắc kiểu như là mỗi người mỗi suy nghĩ, mỗi người có mỗi cái sự lo toan khác nhau. Cô giáo này cổ cũng lo nữa, tại vì mình đang ở đậu mà. Lại tiếp tục về nói với chồng của mình, thì ổng đâu có dám làm cái gì nữa. Ổng nói: nếu mà em thấy không ở được nữa rồi, thì tôi cũng không còn cách nào nữa hết trơn á. Em nghĩ đi, em cứ về em nói vậy hoài, rồi không lẽ giờ mình dọn ra ngoài mình ở đâu. Thôi tôi chịu hết nổi rồi. Vừa nói xong, ổng rút cái cây gun ra đó, là cái cây súng cầm tay của ổng lúc nào cũng có trong người hết trơn vậy nè. Ổng mang ra rồi chĩa lên đầu, là tự động làm một cái đùng, mất mạng ngay tại chỗ luôn.
Khi đó thì mọi người mới tràn vô, thấy ổng nằm một đống ở đó rồi, đâu có ai can thiệp cái gì được nữa. Không biết tại sao ổng lại suy nghĩ một cách dại dột như vậy nữa. Chuyện đâu còn có đó, tại sao mình không đứng ra mình bảo vệ vợ của mình? Tự nhiên cái mình chết, mình bỏ vợ của mình hứng chịu mình ơn vậy hả? Mọi chuyện nó vẫn chưa có dừng lại ở đó nữa. Ngay trong cái ngày đám ma của chồng cô giáo đó, thì hai vợ chồng của ông anh rể này cãi lộn sanh tử lửa luôn. Tại vì cái bà chị á, bà mới chửi thẳng vào mặt ông chồng của mình. Bà nói, ông nói thiệt với tôi đi, ông có làm gì em gái của tôi không? Tại sao á, bây giờ mới xảy ra cái cớ sự như thế này? Tại vì á, ông làm nó vậy, rồi nó dễ nói chồng nó nghe. Chồng nó thấy bây giờ yếu thế quá, không có làm gì được ông hết trơn á. Thành ra nó mới tự kết thúc cuộc sống của nó vậy thôi. Tới lúc này mà ông vẫn còn chối nha. Ông nói ông không có làm cái gì hết trơn á. Ông thừa biết đây là em gái ruột của vợ tao mà, không lẽ tao làm ba cái chuyện này. Còn cái chuyện mà chồng của nó chết á, cái đó là hai vợ chồng của nó cự cãi hay sao đó, rồi tự nhiên chồng nó chết, rồi mắc gì liên quan tới tao mà bây giờ á, bay đó thừa tao. Thiệt tình khi đó trong lòng của ai cũng đã biết rồi, nhưng mọi chuyện nó không có được phanh phui, mọi chuyện nó chỉ diễn ra trong bóng tối thôi, đâu có ai chứng kiến ngoài hai cái người này đâu. Bà chị bà mới hỏi người em gái của mình á, là cô giáo, hỏi bây giờ mày nói thiệt đi, có hay không? Chồng của tao có làm cái chuyện đòi bại đó với mày hay không, mày nói đi. Cô giáo gật đầu, nói thiệt, dạ, ảnh có làm cái chuyện đó với em. Mà em nói với chị thì vợ chồng chị lại cãi lộn nữa, em không có muốn. Cũng chính vì cái gật đầu đó đó mà cái ông anh rể này bắt đầu ổng thù cái người em vợ của mình luôn rồi. Ổng nói tại con nhỏ này nó không biết giữ mồm giữ miệng nè. Cái chuyện đó là cái chuyện trai gái, tao làm nó cũng khoái muốn chết chứ không lẽ mà nó không chịu hay sao. Mà bây giờ nó phanh phui cái chuyện này ra chứ. Nếu mà phanh phui ra rồi thì vợ chồng của ổng cũng tan đàn xẻ nghé luôn. Bà vợ này dễ gì mà chấp nhận ở chung với một cái thằng chồng mà thú tính rồi dê sờm như vậy được. Chung quy lại mọi chuyện nó không có đi đâu tới đâu hết trơn á. Người chết thì cũng đã chết rồi, còn cái bí mật này ổng nhất quyết không có chịu thừa nhận. Nhưng mà trong lòng của ông anh rể này, ổng đã bắt đầu ghét cái người em vợ của mình rồi nghe. Ổng đã lên kế hoạch để mà trả thù nó, kiểu như ăn không được rồi ổng phá cho hôi vậy đó. Sau cái bữa đám tang này, mặc dầu vẫn ở chung nhà, nhưng mà cái người cô gái đó đã sợ dữ lắm luôn rồi, không có dám nhìn thẳng vô mặt, nói chung lúc nào cũng tránh mặt hết trơn á. Mỗi lần lên trường dạy á, thì cố gắng ở trường được bao lâu thì ở, đợi chừng nào mọi người gần ngủ hết trơn á, thì mới dám bén mảng đi về nhà, sợ chạm mặt ổng. Rồi cho tới một ngày, cái ông anh rể này, ổng đã lên kế hoạch hết rồi. Bữa hôm đó ổng có chuẩn bị một cái khăn, ổng tẩm thuốc mê sẵn. Ổng canh cái giờ nào mà học sinh chuẩn bị đi về hết trơn rồi đó, thì ổng sẽ bước vô cái trường này để mà tìm cái con nhỏ cô giáo đó. Tại vì ổng thừa biết rằng cái con nhỏ này á, bình thường tới giờ đi dạy về nó không có chịu về đâu. Nó ráng ở trường á, nó làm sổ làm sách, nó tính điểm này nọ, để mà nó không có về, nó đỡ phải chạm mặt của mình. Thì bây giờ là cái cơ hội vàng để mình vô trỏng mình gặp nó rồi mình thủ tiêu nó luôn. Ổng mới vừa bước vô tới cửa lớp, ổng cầm cái khăn trên tay nè, thì thấy đúng thiệt, nhỏ em vợ của mình á, nó còn đang ngồi trên cái bàn dạy học á, chứ nó chưa có chịu về nữa. Vô trong đó là ổng ập vô liền, ập cái khăn vô cái mặt, là cô giáo này cũng ngất đi liền. Ổng đâu có làm ngay cái lớp học đâu, ổng bưng vô trong cái nhà vệ sinh nam á. Hồi đó khu vệ sinh này sao thì bây giờ y chang vậy luôn. Đó chính là cái phòng mà anh nghe cái tiếng nước ù ù hồi cái bữa mà anh lên trên trường đó. Khi mà lôi vô trỏng rồi thì vẫn còn cái bồn nước, ngâm vô trong cái bồn nước gì nè, cô giáo đâu còn biết cái gì nữa. Trước khi mà ngâm vô trong cái bồn nước á, tự nhiên ổng lại nổi cái thú tính của ổng lên. Ổng nói, ủa, tại sao một cái cơ thể của nó ngon lành vậy, mình ăn cái đi rồi hả, để cho nó đi về với địa ngục. Đó thì mọi người biết cái chuyện gì xảy ra rồi ha. Một khi mà cái người này người ta không có kháng cự thì quá là tốt, quá là dễ dàng để mà cho ổng làm rồi. Xong xuôi hết trơn rồi, đè người ta xuống tuốt ở dưới đáy của cái hồ này luôn vậy nè. Đợi tầm khoảng 5 phút sau, cho tới khi mà cái cô gái này cổ tắt hoàn toàn rồi đó, thì bắt đầu ổng thu dọn cái hiện trường. Cái ông này ổng không có thủ tiêu cái thi thể nha, không mang đi đâu hết, chỉ là vẫn để y nguyên ở trong cái bồn nước đó luôn. Trước khi mà rời đi á, thì ổng có dọn dẹp tất cả những cái món đồ nào đó của ổng để lại, đặc biệt là cái đôi bao tay của ổng á, ổng có mang bao tay vô luôn. Rất là bình tĩnh, cố tình tạo ra một cái hiện trường giả, giống như là cái cô giáo này cổ đi sao, cổ cắm đầu, cổ lọt vô trỏng vậy đó. Ổng chưa có về nhà liền, ổng đi vô một cái bưu điện á, ổng mới viết một cái bức thơ. Ổng viết cái bức thơ với cái tư cách mình là cái người em, là người cô giáo á, gửi bức thư về cho chị gái của mình, chính là vợ của ổng đang ở nhà đó. Gửi cái bức thư đó với nội dung là, chị ơi, bây giờ em phải đi xa rồi, em không có ở chung với nhà anh chị nữa, tại vì chồng của em giờ cũng đã chết. Em có một cái số tiền em dành dụm nè, coi như là cái tiền nhà hồi đó giờ em ở đi, em gửi chị nghe, chị cứ giữ đi.
Ổng móc tiền túi của ổng ra, ổng gửi bưu điện, rồi gửi về cái địa chỉ của cái nhà ổng luôn. Làm vậy để làm chi? Để cho người ta không nghĩ cô gái này á, cổ bị sát hại, nghĩ là cổ buồn quá đi, cổ mới để hết trơn tài sản tiền bạc của cổ lại cho chị gái của cổ, không ai nghĩ đó là do ổng làm. Rồi sau đó mới đi thẳng về nhà, đốt bỏ cái đôi bao tay này luôn, coi như là phi tan mọi cái chứng cứ. Cái bữa mà ông anh rể này ổng làm á, là chiều thứ sáu, cho tới hai ngày hôm sau luôn, là qua tới ngày thứ hai á, học sinh đi học nó mới phát hiện ra, tại vì thứ bảy chủ nhật đâu có đi học. Nó thấy làm sao mà trời ơi, cô giáo này cổ nổi lên, hai con mắt cổ lồi ra vậy nè, mà lỗ mũi bây giờ phình lên rồi, đã nổi lên trương phình ngay trong cái hồ nước đó luôn. Cái hồ nước bây giờ là một cái màu đỏ nó loang loang ra nè, nó lỏng le lỏng chạch vậy đó. Cái lỗ mũi của cổ á, máu nó chảy ra đầm đìa luôn. Tụi nó mới sợ quá, mới báo cáo với thầy cô, chính quyền người ta cũng xuống, cảnh sát nhiều dữ lắm luôn. Và khi đó đó, người ta mới điều tra lai lịch của cô giáo này. Thế là người ta mới về lại nhà của ông anh rể để mà hỏi hai chồng của ổng coi mấy ngày hôm nay biểu hiện của cô giáo này sao mà xảy ra cớ sự như vậy. Lúc đó thì người ta cũng thấy được cái bức thơ do cô giáo này cổ gửi về cho chị của mình, rồi ghi là em buồn quá, em gửi tiền cho chị nè. Thấy như vậy thì người ta mới kết luận là cái cô giáo này sau khi chồng chết, cổ đã gặp một cái cơn trầm cảm, rồi cổ đã gửi hết tiền bạc cho chị của mình để mà kết liễu cuộc sống của mình. Vậy thôi. Thời điểm đó do là có cái sự xung đột giữa chính quyền với lại những cái bộ tộc này nè, cho nên là chính quyền người ta cũng không có xử nhiều, xử sâu về cái vụ này nữa. Thế là ông anh trẻ này, ổng đắc chí dữ lắm, cái vụ này cũng cho vô dĩ dãn luôn, thì chỉ biết đem cái xác của cô giáo này về chôn thôi hả. Sau khi mà cô giáo này mất, cái người mà đau lòng nhất là ai? Không ai khác, chính là cái người chị gái của cô giáo này, là vợ của ông anh rể đó. Buồn lắm, nói tại sao mà em gái mình nó chết một cách bất đắc kỳ tử như vậy. Nó có buồn gì đó thì nó cũng nói với mình chứ, chồng của nó mới vừa chết chưa được bao lâu thì bây giờ tới nó nữa rồi. Phải chỉ mình biết sớm á, mình dẫn nó đi bác sĩ tâm lý là được rồi. Vậy đó mà kể từ cái bữa chôn xong rồi, bà đâu có được yên đâu. Đêm nào cũng thấy cô giáo này cô về, ngồi ngay tại cái bàn trang điểm trong phòng á, ngồi gục cái đầu xuống mà nước nó nhiễu tỏn 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 vậy nè. Da thịt nó rớt từng miếng xuống đất làm bợp 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 vậy đó. Bà nói trời ơi, sao mà em gái mình ghê dữ vậy trời. Lần một lần hai thì bà không nghe em mình nói cái gì hết, chỉ là thấy cái người ngợm ướt nhẹp thôi. Nhưng cho tới vài lần sau thì nghe cái cô em của mình nói là lạnh quá, lạnh rồi đói nữa. Đó là ở nước ngoài còn vậy đó nghe mọi người. Cho nên là mọi người thấy đi, ở nước ngoài hay ở Việt Nam mình thì cái người mà người ta mất vì cái lý do đó cũng y chang như nhau thôi à. Ổng cũng nghi ngờ về cái chết của nhỏ con gái út của mình lắm, cho nên là ổng mới vô trong cái chỗ mà già làng á. Cái chỗ này là cái chỗ sinh hoạt chung của cái bộ tộc người ta, tại vì nhà của hai chị em này á, là người dân tộc mà. Vô trong đó thì ông cha này ổng có gặp một cái người gọi là Shaman, có nghĩa là giống như cái ông thầy phù thủy vậy đó, giống như thầy bên Việt Nam mình vậy nè. Mọi người biết không, bên đó người ta cũng có sử dụng cái bàn cầu cơ, bắt đầu người ta cầu hồn của cái cô giáo này lên. Cổ lên cổ nói hết trơn luôn, cổ nói á, cổ bị dạng vậy đó, cho nên là cổ mới bị cái ông anh rể này giết ngay tại cái nhà tắm của cái trường này luôn. Rồi cái ông thầy phù thủy đó mới nói á, cô gái này bây giờ cổ còn yếu lắm, cổ muốn trả thù nhưng mà cổ chưa có đủ lực để mà cổ trả thù cái người nam này thôi. Còn riêng cái ông cha là ổng tức dữ lắm luôn, rồi ổng hỏi ông thầy chứ bây giờ thầy ơi có cách nào không. Thầy nói nếu như mà gia đình muốn cái cô gái này cổ trả thù đó, thì tôi sẽ tiếp sức cho vong hồn cô gái này quay trở về trả thù cái người nam đó. Tại vì mình nợ máu thì mình phải trả bằng máu. Nghe cái chi tiết này nè, bởi vậy cái sự thù hận nó lại tiếp tục chồng lên cái sự thù hận nữa. Bởi vì khi đó cái ông cha cùng với cái người vợ của ông anh rể đó đã đồng ý tiếp sức cho vong hồn em gái mình về trả thù chồng mình luôn đi. Tại vì cái bà vợ này bà cũng hận ổng quá rồi. Cái người chết là em gái của mình mà. Ông cha này ổng cũng hận thằng rể nữa. Sau cái ngày hôm đó, khi mà đi nói chuyện ở nhà của cái ông thầy Shaman xong rồi, cái người vợ này cũng đi về như bình thường. Nhưng mà hai vợ chồng đã có dấu hiệu rạn nứt rồi. Kiểu như cái bà vợ này bà ghê tởm lắm. Bà không dám cận kề, không dám ngủ chung với một cái người mà thú tính như chồng của mình vậy. Ông chồng cũng biết, ổng cũng chán vợ mình từ lâu rồi. Bởi vậy là ổng mới mò ổng ăn em gái vợ của ổng. Đó thì vợ chồng cứ cơm không lành, canh không ngọt. Bà vợ bà cứ làm chuyện của bà, ông chồng cứ làm cái chuyện của ổng. Ổng cứ liên tục tuyển những cái người nhân viên trẻ đẹp vô cái quán này, lương rất là cao. Cứ hễ gặp cái đứa nào đẹp đẹp
là đêm đêm á, ổng sẽ dụ người ta rồi tiếp tục làm cái chuyện này chuyện kia với người ta. Mỗi lần làm xong, ổng sẽ đuổi người ta đi, cho người ta một số tiền và chặn họng người ta lại, nói đừng có nói cái chuyện này ra nha. Mày mà nói là mày có chuyện đó. Những cô gái đó đa số gia cảnh người ta cũng khó khăn, bởi vì người ta chỉ cần tiền thôi. Với lại bị đe dọa đó, người ta cũng không có dám nói gì hết. Ổng ăn người ta được một hai lần là ổng chán người ta hả? Không có muốn ăn hoài đâu, chỉ muốn là đổi hoài để mà tạo cái khẩu vị mới cho mình. Chính vì cứ tuyển người này được vài ngày xong cái bắt đầu người ta đi là phải tuyển người khác. Bởi vậy cái thời điểm đó là ở cái tiệm này á, khách không nhiều chứ toàn là nhân viên không à. Ra vô, cứ lâu lâu vài bữa là sẽ tuyển người mới. Cho tới một ngày, cái bữa hôm đó thì ổng cũng kiếm người, ổng cũng tuyển được một cái cô gái. Cổ đứng thập thò trước cửa vậy nè. Ổng đang trong tiệm, ổng bước ra thì ổng thấy sao mà cái con nhỏ này, cái mặt nó trắng tát à, cái mặt không có miếng máu nữa. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì ê, cái mặt nó y chang như là cái con nhỏ em vợ của mình vậy trời, cái con nhỏ cô giáo á. Ổng nhìn là ổng hết hồn liền luôn á, từ cái chiều cao tới cái dáng đứng dáng đi rồi mặt mũi, trời ơi không có khác cái gì luôn. Cái ổng mới sợ, ổng mới lùi vô vậy nè. Ổng hỏi ủa tên tuổi của em là cái gì vậy? Cô gái này cũng nói tên luôn, hên cái tên không có giống như là cái tên của con nhỏ cô giáo là được rồi. Nói gì nói chứ ổng rất là bất ngờ về cô gái này nha. Y chang luôn, ổng không thể nào quên được cái hình ảnh của con nhỏ cô giáo mà ổng đã từng làm trong cái nhà vệ sinh nam đó. Ổng hỏi, vậy chứ em ở đâu? Em là cái người mới tới đây ở hay là ở đây lâu rồi? Cô gái này cổ nói một cách tỉnh bơ. Cổ nói, em có chồng rồi anh, mà vợ chồng em mới chuyển tới đây ở à. Vợ chồng của em chưa có nhà cửa gì hết á, ở chung nhà với lại vợ chồng của chị ruột em. Nghe tới đó sao mà giống vợ chồng nhỏ em vợ mình quá vậy trời, y chang vậy. Không lẽ nó đầu thai về? Là ổng rung chập hai rồi. Ổng mới kêu bây giờ em đưa cái bàn tay ra cho tôi cầm thử coi. Ổng cầm cái bàn tay này để ổng kiểm tra coi cái bàn tay của con nhỏ này nó ấm hay nó lạnh, nó là người hay là ma. Hên, cái bàn tay ấm hỉnh nè, có nhịp đập đàng hoàng, cô gái này là người chứ không phải là ma. Mặc dầu nhìn có cảm giác là cái người cũ đang ẩn hiện hiện ở đây, nhưng khi nhìn lại á, vòng 1, vòng 2, vòng 3 chỗ nào cũng ngon hết á, là bắt đầu mê nữa rồi. Thấy ngon quá trời rồi, chịu không nổi. Cho nên là cái ý của ổng mới hỏi là vậy tối nay em có thể tới đây làm liền được không? Chưa kịp hỏi nữa thì cô gái này cổ nói rồi. Cổ nói anh ơi, giờ em cần công chuyện gấp lắm, em có thể nào làm liền trong đêm nay được không ạ? Quá là ok rồi. Thì nói bây giờ em cứ về nhà chuẩn bị đi. Chiều, tầm khoảng 4-5 giờ chiều á, thì qua cái chỗ của anh. Tại vì cái chỗ này có buôn bán buổi tối nữa. Tầm khoảng chiều á, cổ bắt đầu cổ qua đây là cổ dọn dẹp rồi nha. Rất là thạo việc, nói chung chỉ cái nào là cổ làm được cái đó. Ông này là ổng mê rồi, ổng nói tối nay con nhỏ này thế nào cũng chết với tao à. Đó thì cổ cũng phục vụ như bình thường. Đêm đó quán của ổng cũng khá đông khách nha. Giờ đó cũng chắc khoảng 6 giờ mấy 7 giờ tối rồi. Cô gái này đang đứng phục vụ vậy đó, ổng cứ đứng phía sau ổng cạ cái ổng nhét tiền vô túi người ta, nhét vô cái túi quần phía sau, rồi nhét vô ngay cái giọng một cô gái này nữa. Nói tối nay á, vô phòng của anh nghe nói nhỏ nhỏ vậy nè. Cô gái im ru, giống như là cổ đã ngầm chấp nhận rồi. Vậy là ổng nghĩ trong đầu nó con nhỏ này cũng phải dạng dừa nha, nó cũng chịu chơi lắm. Chính vì như vậy mà ổng lên trên phòng á, tắm rửa sạch sẽ đi, rồi đợi nó gì nào nó xong á, nó vô phòng của mình. Cái ổng mới bước vô nhà tắm. Giờ đó chắc tầm khoảng có 7 giờ rưỡi tối thôi. Tắm rửa sạch sẽ xong hết trơn rồi, chưa kịp bước ra khỏi cái nhà tắm nữa thì ổng nghe cái tiếng gõ cửa. Cứ gõ hoài 2-3 cái gì nè. Ổng mới hỏi ai vậy, không ai trả lời hết. Bắt đầu ổng bước ra khỏi cái bồn tắm của ổng đó. Ổng bước ra khỏi cửa thì ổng thấy là cái cô gái này, cô gái mới xin việc á, đứng ngoài cửa đợi từ hồi nãy giờ rồi. Mà đứng đợi bằng một cái cách rất là khiêu gợi nha, chứ không phải là một cái cô gái con nhà lành gì hết trơn á, là cổ muốn vô đây với ổng rồi. Thế là cái chuyện gì tới nó cũng tới, hai người bắt đầu xảy ra chuyện với nhau. Tới lúc này thì bộ phim mới bắt đầu nè. Ổng đã lao mình khô ráo hết trơn rồi. Hai người mới đi lại một cái chỗ khô khô đó, bắt đầu hành sự. Cũng ôm ấp này nọ các kiểu nha. Ổng thấy được cái mùi cô gái này kiểu nó mơn mởn, nó thơm lắm, mơn trớn với nhau vậy nè. Chỉ một chút xíu sau thôi, khi mà đang ôm ấp với nhau vậy nè, thì ổng ngửi thấy một cái mùi rất là tanh. Nó tanh, nó sọc vô cái mũi của ổng luôn. Ổng mở mắt ra thì cô gái này không còn là cái cô gái hồi nãy nữa. Đó là một cái cơ thể người giống như bị ngâm nước á, giống như là một cái trái cà pháo mà mình ngâm chua á. Nó nhầy nhụa gì nè mọi người. Nó nhớp nháp dữ lắm luôn. Mà đặc biệt một cái da thịt của cổ á, không biết sao mà nó rã ra từng mảng. Nó rớt bịch xuống đất y chang như là trong những giấc mơ mà bà vợ của ổng nằm thấy vậy đó.
Ổng nhìn lên cái mặt thì ổng tá quả luôn. Đó là cái mặt của con nhỏ cô giáo. Con mắt của nó lồi ra vậy nè, mà nổi gân xanh lên hết trơn luôn. Cái mặt y chang như là cái người mà phình từ dưới nước lên sau 4-5 ngày vậy đó. Chính vì những cái miếng thịt nó rớt đó, bởi vậy là cái cô gái nào cũng buông ổng ra, không ôm ổng nữa. Lụm từng cái mảng thịt bỏ vô họng để mà ăn. Trời ơi, do là thối quá, tanh quá đi, ổng ói. Ổng nôn ổng ói ra nguyên một cái đống đồ ăn trong bụng của ổng gì nè. Mà ổng quảng á, ổng chưa có chạy ra được, ổng chỉ đứng như trời trồng đó thôi. Ổng thì đang đứng tần ngần ở đó. Còn cái hình thù này á, bắt đầu nó khòm xuống. Nó liếm ba cái chất mà hồi nãy giờ ổng ói ra từ trong bụng của ổng đó. Nó liếm nó ăn vô hết trơn luôn. Bắt đầu nó lợi nó câu cái người của ổng. Nó ôm thiệt là chặt ổng vậy nè. Rồi nó đưa cái miệng của nó sát với cái miệng của ổng. Giống như là tình nhân đang hôn nhau vậy đó. Rồi nó truyền. Nó truyền những cái thứ gì hồi nãy nó ăn của ổng đó. Nó truyền ngược từ trong dạ dày, trong miệng của nó truyền ngược qua cho ổng. Kiểu như là nó dùng lực nó đẩy qua cái họng của ổng vậy nè. Nó cấu thiệt là mạnh cái mỏ của ổng, để cho ổng không thể nào ổng thở được. Đồ ăn rồi rác rến ba cái thứ dơ bẩn á, nó tắt ngay cái đường cuốn họng của ổng vậy nè, đâu có thở được. Bởi vậy là ổng đã tắt thở ngay trong đêm đó luôn. Bây giờ là nguyên cái nhà tắm nhớp nháp máu me mà thúi quắc thúi rình luôn, đâu có ai hay biết. Tới khi mà cái tiệm này đóng cửa rồi, không thấy ổng, kiểu như là đóng ca kết tiền này nọ đó, bà vợ kiếm ổng hoài không thấy. Tới khi kiếm cùng nhà hết trơn, gỡ cửa nhà vệ sinh ra thì mới thấy ổng nằm chết trong đó rồi. Mới đầu bà vợ bà cứ nghĩ đâu nhà mình có trộm cướp gì đột nhập. Nhưng khi mà nhìn lại cái đống bày nhầy kế cái xác của ổng, thì bà vợ bà thừa biết rằng đó chính là cái con nhỏ em gái của mình về trả thù ổng. Thôi kệ đi, mình cũng im luôn. Im ở đây có nghĩa là bà đã chấp nhận cái chết này. Bà hoàn toàn vui vẻ khi mà con người này đã chết rồi. Nhưng vẫn phải báo cảnh sát nha. Chứ rủi đâu người ta nói mình làm gì chồng mình thì sao. Tới khi mà cảnh sát điều tra, người ta cũng không tìm được nguyên nhân rằng có ai tác động vô hết trơn á. Là cái ông này ổng tự té thôi. Khi mà đọc tới đây thì Duy cũng thắc mắc như mọi người. Ủa, ổng đã chết rồi mà. Vậy thì ai là cái người kể lại cái trải nghiệm đêm đó? Đúng không? Mọi người chắc chắn sẽ thắc mắc. Nhưng mọi người nên nhớ một cái chi tiết. Ổng là một cái người gốc Việt. Khi mà ổng đi qua đây thì vẫn có ba má của ổng ở. Nhưng mà ba má của ổng không có ở gần cái khu vực này. Tới khi mà cái vụ việc của ổng được đồn thổi ra đó, người ta nói tại sao mà ổng lại chết một cách ghê rợn như vậy, mà cảnh sát người ta không điều tra ra được ai làm hết trơn á, thì ba má của ổng mới qua bên cái chỗ này để mà hỏi cái người con dâu. Tới lúc đó cái người con dâu này nè mới kể lại toàn bộ sự việc cho ba má của cái ông này nghe luôn. Thiệt ra là người ta cũng đau lòng lắm chứ, nhưng mà cái tội lỗi của thằng con mình nó quá là lớn. Với lại bây giờ nó cũng đã chết rồi, không thể nào mà để cho con mình sống lại được nữa. Thôi thì mình hãy tìm ra cái nguyên nhân tại sao mà đêm đó nó chết một cách đau đớn như vậy. Ở bên đó thì đâu có giống bên Việt Nam của mình mà dễ dàng tìm những người thầy ở làng ở xóm này nọ đâu. Không có. Bởi vậy là phải liên hệ với người con dâu của mình, chính là cái chị vợ đó. Nói bây giờ con về con nói cha của con đi. Cha của con liên hệ với lại cái ông thầy Shaman, cái ông thầy trưởng tộc đó. Ổng cầu cơ làm sao? Bây giờ mình có thể gọi hồn chồng con về, coi thử con nó chết làm sao không? Đó thì lại tiếp tục đi tới nhà của ông thầy Shaman này, nêu những cái thông tin cá nhân của anh chồng, rồi mới cầu cơ lên hỏi coi tại sao mà ổng chết như vậy. Ổng cũng lên luôn mọi người, ổng chết như thế nào, rồi cái lúc mà ổng sát hại cái người cô giáo này sau đó, ổng kể lại đầu đuôi từ A tới Z hết trơn luôn. Chính vì cái chi tiết đó mà những người thanh niên này sau nhiều năm người ta mới nghe được những câu chuyện đó, rồi người ta mới kể lại cho anh nghe đó. Bởi vậy phải nói một điều, dù là ở đâu, ở Việt Nam hay ở nước ngoài, tôn giáo nào cũng vậy, Phật giáo hay Thiên Chúa giáo hay một cái đạo giáo khác, thì ở đâu cũng đều có luật nhân quả hết trơn á. Mình làm cái chuyện ác thì trước sau gì mình cũng phải trả, giống như ai cũng có một cái ngân hàng phước báo vậy đó. Mình rút ra nhiều quá rồi thì sau này mình cũng phải có một cái khoản nào đó, mình bù vô lại cho nó đủ. Thì mọi người thấy đi, giống như là cái ông anh rể này, ổng sống bên môi trường nước ngoài, không có thầy bà nhiều hết trơn đó, ổng vẫn làm những cái chuyện xấu xa như vậy, rồi cuối cùng ổng vẫn phải gánh nghiệp, vẫn phải trả nghiệp thôi. Với lại Duy thấy một điều như vậy, hình như là bên nước ngoài, ở một số vùng người ta cũng tin tâm linh, cũng có những cái người thầy phù thủy, và đặc biệt là người ta có sử dụng cái trò cầu cơ nữa nghe mọi người. Nó hơi khác khác Việt Nam mình chút, nhưng mà đại loại, cái mục đích của nó cũng y chang với nhau thôi hà. Bởi vì mình mới thấy, ở đâu cũng tồn tại một cái gọi là tâm linh hết. Và cái câu chuyện của chúng ta nó kết thúc ở đây. Trước khi kết thúc câu chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký
kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi những tập truyện thật hay tiếp theo nha mọi người. Duy xin chào tạm biệt mọi người.